Mấy thằng Mỹ thì cà chứng, xã hội đen tại xứ của họ còn lo chưa xong, bay đặt tới Hồng Kông dập tắt xã hội đen nữa, coi họ chừng nào mới biết chết, tới lúc đó lôi mình ra để chịu hình thôi. Xin hỏi ý kiến nha, giới thiệu đây là sếp Triệu, đây là Wilson. Chào ông Wilson. Vào tháng 3 năm 1989, Hội nghị quốc tế bảo an tổ chức tại Vancouver. Ai nấy đều cho rằng sự di dân của hội viên hội Tam Hợp có liên quan tới vấn đề 1997 tại Hồng Kông. Trong khi đó, lời đồn còn cho rằng Hồng Kông là nơi đưa ra những hội viên hội Tam Hợp. Vậy mà các vị còn phát thẻ dân lành cho hội viên hội Tam Hợp. Tôi thắc mắc điều này. Ông Wilson, họ đã lấy được thẻ dân lành rồi. Ông có bằng cớ gì chứng minh Hồng Kông là nơi tung ra hội viên của hội Tam Hợp chứ? Những lời phát biểu của Wilson là căn cứ vào tình hình của điều tra. Được mức độ hoạt động của hội Tam Hợp qua tổ hình cảnh quốc tế đã đi khắp nơi trên thế giới. Hội Tam Hợp đã lợi dụng địa vị thị trường vàng bạc trên quốc tế của Hồng Kông và khoa học kỹ thuật tiến bộ để họ đóng vai quan trọng trong hoạt động phạm tội và hành động ám sát chính trị trên quốc tế. Chào anh Nhạc. Chào. Thức dậy rồi hả? Anh Nhạc à, sớm cũng xong quá vậy, cũng nhiều sẽ được Bồ Tát phù hộ phải không? Còn anh thì sao? Sớm như vậy đi kiếm đĩ đó hả? Sáng sớm đi kiếm gái, nổ súng thì trúng ngay. Tôi xin hiểu họ rồi. Anh Nhạc à, anh hít mấy thứ này có chừng dễ bị ung thư lắm đó nha. Kiếm đĩ cũng bị bệnh AIDS đó. Cậu làm ơn đi kiếm một người bạn gái đàng hoàng đi. Làm người của tụi mình ngày hôm nay không có biết được chuyện của ngày mai, không có tư cách người con gái gọi là bạn gái đâu, mất công hại đời người ta. Nè. Khỏi cần nói nữa, mình làm ăn với nhau lâu rồi, cái gì cũng hợp, chỉ có hai thứ kiếm gái thì cũng không có hợp thôi. Không biết phải tính làm sao đây. Ê, hey, đừng có nói nhiều nữa. Ông Mỹ ngày hôm nay còn phải giết, có đội hình cảnh quốc tế bảo vệ, còn phải cẩn thận đó. Cần gì phải sợ chứ? Đừng có nghe nói thằng Mỹ là tự mình nhát mình mà. Anh đã già rồi. Hả? Không cần phải tiễn, vô ăn sáng đi. Thank you.
Cô hãy theo tôi đi về bố. Cô hãy giải thích và nói cho tôi biết thật ra đã xảy ra chuyện gì. Tôi muốn ông giải thích cho tôi biết tại sao hai tên cảnh sát đó là sát thủ hả? Bố không? Nhỏ kìa, có muốn ăn nữa hay không? Ngốc quá. Ngon chứ gì? Rượu lớn tí một chút, tôi cho hai chuyện nữa nè. Ngốc quá. Nè mấy người quá đáng nha, tuy cổ khờ thôi nhưng mà cổ cũng là người ta mà. Cổ không biết cổ có phải là người hay không, chỉ cần gì phải khẩn trương như vậy chứ. Tôi thật không hiểu tại sao công ty lại mướn cổ. Ê, phải đó, em cũng không hiểu tại sao công ty lại mướn em nữa. Cổ có đồ ăn cổ vui, tôi này cũng vui vậy. Có gì đâu mà không ổn chứ, chị mới tới làm thì không biết đâu. Ăn nữa đi. Đừng có giỡn mà, đừng ra chớ nha. Ê, mấy người ở trong này làm cái gì vậy? Được rồi, được rồi, còn không mau ra ngoài đi. Cũng bà nó. Sang à, em ra ngoài đi nha. Lan à, giường bê ở trong phòng số 9 đó. Cảm ơn chị Ngọc. Ê, Lan à, đúng rồi, anh cậu có gọi tới hỏi số tiền gì trước, chừng nào mới trả? Có thì em trả liền mà. Cẩn thận chút nha, họ không phải là người đâu. Cảm ơn chị Ngọc. Tạm biệt. Ông à, bóp lưng trước nha. Nè. Cô muốn làm gì đó hả? Định bóp lưng chồng thôi. Anh Nhạc à, tôi bỏ đi. Đổi người nha. Tha tôi đi. Thả cô đi. Chú à, xin lỗi nha. Xin lỗi nha, đừng có la chị nữa. Tôi ghét nhất lại đụng lưng của tôi, cô biết hay chưa? Dạ biết rồi. Thôi đi, không có chuyện gì hết. Không có chuyện gì nữa, cô ra ngoài đi. Anh hai à, tôi bỏ đi. Đối xử với mấy người này cần gì phải nóng giận dữ vậy? Ra ngoài ngâm nước một lát đi, hả? Có sao không vậy? Không biết có phải tại vì lúc trước tôi hay nổ súng sau lưng người ta. Sợ đối lưng lại với người ta lắm. Quay lưng đi là không còn cơ hội trở mình nữa. Có còn cơ hội trở mình hay không là anh thua về mình thôi. Có định về hưu hay không vậy? Ngày của mình chết rồi gọi là về hưu. Anh không muốn về hưu chứ? Tôi còn chưa có muốn chết đâu à. Không biết có phải già rồi hay không, mỗi khi làm việc cảm thấy không đủ sức để đáp ứng với công việc của mình làm. Hồi sáng tôi nói anh già là nói chơi thôi, anh tưởng là thật à? Nếu lần này không có anh, tôi đã bị tiêu dưới tay con nhỏ đó rồi. Lần đầu tiên tôi ra hành nghề, anh có nói với tôi rằng anh nói làm nghề của mình thì phải liều mạng bất cứ lúc nào, ngoài ra không thể lo quá xa nữa. Muốn phát tài thì vô đi, muốn phát tài thì vô đi hả? Vậy kiếm tiền vô vô. Vô đi hả? Dạ cảm ơn nha. Vô đi nha. Đi. Muốn ăn gian hả? Muốn bắt tài thì vô đi. Vô đây vô đây. Mời ông ạ. Thì vô đi hả? Trời ơi.
Anh làm cái gì vậy? Đứng đó làm gì? Đi đi. Hey, chuyện đó đã mười mấy năm rồi. Nói tới cùng thì mạng của tôi cũng do anh lượm vậy thôi. Nếu không phải anh tủ tiêu hắn, tôi đã chết dưới tay của hắn rồi. Hắn à, nếu như ông chủ bị anh giết tôi, anh có giết hay không vậy? Có chứ, anh đã từng cứu tôi, anh nhất định có đạo đức nghề nghiệp. Đồ ngu, nói nhiều làm cái gì, anh nói không là được rồi. Ai rót ly rượu này cho tôi vậy? Là em đây, ông Địch à, có gì không ổn không? Tại sao trên ly lại có dấu tay hả? Xin lỗi nha, ông Đích, cô mới tới thôi. Biểu nó ra ngoài đi. Cô ra trước đi, lần sau cô sẽ không có tái phạm nữa đâu. Ủa, anh Hán tới rồi hả? Ông chủ, họ đã tới rồi. Được. Ê, để tôi được rồi. Chào ông chủ. Chào ông chủ. À, đúng giờ lắm, vào trong, mời vào. Được. Chào anh nha. Ờ. Hay gì hôm nay có lộc ăn lắm đó nha. Tôi đã mời được sư phụ nấu đồ chay nổi tiếng nhất tại Hồng Kông. Hai vị nhất định sẽ ăn thử món chay là hãng hả? Ngồi đi. Dọn cơm. Dạ. Ngày hôm nay giết tên Mỹ thật là hấp dẫn. Tôi tình cảnh quốc tế cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi. Nè, nè, con nhỏ đã bị sư thật đó nha. Ông Mỹ bị giết, nói về tổng bộ nhất định sẽ bị chữ thúi đầu thôi. À, nói là người dư thừa thôi. Nếu mà có dịp đó thì ráng thu gọn luôn đi nha. Ừ. Chuyện bên ngoài phải nhờ hai anh giải quyết rồi. Lúc trước tôi một mình đấu với mấy người, không hề rung tay. Bây giờ biểu tôi đi nhanh một chút cũng thấy không nổi đó. Ông chủ tiền nhiệm sức khỏe yếu thôi, còn có khách tới nữa sao? Ừ, thằng nhóc thôi. Ông chủ, vô đi. Chào ông chủ. Đồng nghiệp mới của hai anh đó. Vào đi mà. Cảm ơn nha. Ngồi đi. À, mình vừa ăn rồi nói chuyện hả? Sang à, đây chính là anh Hán và anh Nhạc. Chào anh Hán. Chào anh Nhạc. Bối cảnh của cậu hồi đủ điều kiện của công ty mình, từng tham gia chiến tranh, gan dạ. Trong nhà không còn ai nữa, chết sạch hết rồi. Hán à, cậu dẫn cậu theo nhà. Sư phụ, tôi sẽ cố gắng học nghề mà. Sư phụ, anh là người từng tham gia chiến tranh Việt Nam, anh giết người còn nhiều hơn tôi, nên anh gọi tôi là sư phụ. Anh muốn chơi tôi sao hả? Hán à, đừng có nhát tôi nhỏ mà. Ngày mai anh hãy dẫn nó đi tới dinh nhỏ đó để thi hành nhiệm vụ nha. Hả? Để coi sao đã. Liền bỏ. Ôi, thiệt là không ngờ ha. Con gái của anh lớn như vậy. Cô bộ đẹp gái lắm ha. Tôi không may mắn có người con gái lớn như vậy. Lần này phải đi bắt người này đó. Bắt người?
bộ không cần giết người sao? Điều đầu tiên anh phải học là đừng có hỏi tổ chức phải làm cái gì. Cũng không thể nói là không làm, có hiểu chưa? Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Nên dùng súng chỉ vào đầu của con nhỏ này thì anh lo gì người ta không chịu đi. Đi miệng đi, mày bị đuổi đi. Ông chủ à, gọi chúng tôi tới sớm có chuyện gì vậy hả? À, chuyện nhỏ thôi, đợi thằng Hán về rồi nói luôn. Ừ, chắc là tụi nó về đó. Chào anh Hán. À, chào ông chủ. Chào anh Nhạc. Nè, ăn sáng trước đi. Được. Anh Biêu à, chừng nào mới dẫn tôi đi câu cá đây? Có rảnh anh đi qua gái cũng đâu có thèm đi câu cá chứ. À Hán à, cái vụ tôi biểu cậu làm đó xong chưa hả? Xong hết rồi. Xem chút nữa bị thằng Sang làm hỏng chuyện hết đó. Ăn đi, anh thích ăn lắm mà. Biêu à, tôi cần cậu đi giết một người này cho tôi. Ông chủ à, ông cũng biết mà, hiện giờ tôi đang bị hình cảnh quốc tế tầm nã, khi mà ra hành động không có mấy gì tiền. Vì cậu bị hình cảnh quốc tế tầm nã cho nên cậu nhất định phải giết người này. Ông chủ à, người này có thể giết, nhưng mà người nhà của nó không biết gì hết. Mong rằng ông có thể tha cho họ. Anh Biêu, anh làm gì? Anh Nhạc. À, anh dọn gọn lại cho tôi nha. Được. Ông chủ, có phải nhất định làm như vậy không? Như vậy có tốt hơn không?
anh lại học thêm được một bài học nữa. Sang à, nè, lấy xài đi. Hai người lấy xài đi. Lo cho xong nha. Dạ được. Chào anh Hán. Chào anh Hán. Ờ. Phát tướng rồi hả? Nè, làm cái gì đó? Quăng cắp xe à? Nè nè nè. Nè nè nè. Làm gì hả? Làm gì bố cổ tôi vậy nè? Cỡ gàng thiệt hả? Làm gì hả? Im đi. Làm gì bố cổ tôi chả có gì? Buông ra đi bà. Cỡ gàng thiệt. Dám ăn cắp xe của anh Hán hả? Ông bà, ông ở Đại Lục mới tới hay sao hả? Phục vụ kiểu này á, người ta gọi là đậu xe cho khách mà. Ồ, fucking service hả? Hey, sao không chịu nói sớm chứ? Dạ phải. Tôi tên Sang, cho anh này lấy xài đi. Cảm ơn anh Sang. Không phải là Sang, mà là Sang. Anh Sang, dạ anh Sang à. Đi đi. Từ từ đi nha. Fucking service hả? Mời ông Dương, mời bà Dương. Ê, ông là anh làm phiền ông coi kỹ các bạn. Ừ, không có bán áo thun và giày thể dục. Nè, tôi không phải mua áo thun và giày thể dục đâu nha. Ông à, ông hiểu lầm rồi. Ý của các bạn này nói rằng người nào mà mặc áo thun và mang giày thể dục với ông thì không vào được đâu. Áo thun của tôi là loại đắt tiền đó. Tôi vô trong đắt với anh Hán, anh đừng có cản tôi đấy nha hả. Ông à, làm phiền ông thay bộ đồ khác hãy. Hả, anh nói cái gì hả? Ăn bữa cơm thôi còn gì quan trọng gì. Được, sớm muộn gì ông mặc áo thun và mang giày thể dục ở đây tiếp tôi. Còn bà nữa. Anh Hán à, tối nay sao tới trễ quá vậy hả? Bộ biết tin là tôi may mắn cho nên sợ phải không hả? Cảm ơn nha. Bộ anh qua làm trước cái gì phía rồi sao? Lần trước là chuyện trước mà. Tối nay hấp dẫn lắm đó nha. Một trận ăn 200 đồng đó anh phải suy nghĩ đó. Coi chừng nha, tôi sẽ thắng trận này đó. Tôi ăn chắc đó. Ăn cái chắc à, đi ăn một mình đi hả? Ăn cái đích à. Con mũi này tới số rồi. Ai quá quá là ai thiệt. Anh Hán à, tôi nói với anh là tôi ăn chắc mà. Ông giỏi thật. Hay quá đi hả? Hay cảm ơn nè. Hay quá đi. Được được được. Ôi à, thằng đó ra.
Coi nè, coi nè. Trời, hay quá, hay thiệt. Anh Hán, chơi làm sao hả? Phóng trúng anh 2 đồng. Ồ, chơi 2 đồng một ván cái gì? Có phải phóng trúng cái tiền đỏ làng hay không? Phải rồi. Dễ dàng thôi mà. Cậu à, sao miệng thúi quá vậy? Cũng nhân vậy thôi, chơi cho nó một ván đi. 2 đồng một ván chịu không? Được. Vậy mình chết bằng cách nào? Tới phiên tôi chưa? Làm ơn tránh ra một chút đi. Cho tôi mượn phi tiêu đi. Phi tiêu à? Cái cây này là vừa với anh nhất à? Bậy bạ quá, không biết thì thôi. Tôi không dùng tư cách này có được không? Miễn sao là trúng được rồi, đứng sao cũng được mà. Nè, sao đây? Có tính điểm hay không? Hả? Nè, bộ phóng như vậy là hay lắm sao? Ông chữ à, hay là như vậy đi nha. Cùng phóng một lượt, ai phóng trúng cái tim đỏ đó thì ăn. Sao hả? Tôi tính vậy được không hả? Được, cái cách chơi này cũng khá lắm đó. Chơi lớn một chút nha. Nè, có dám chơi không? Được, chơi bao lớn? 10 đồng thôi. 10 đồng hả? Tôi còn tưởng là cả gia tài của ông nữa chứ. Anh Hán, anh làm trọng tài nha. Được, đừng có làm tôi mất mặt đó nha. Nè, nếu tôi thắng, ông đưa cho tôi 10 đồng. Nếu ông thắng, tôi đưa cho ông 20 đồng. Bắt đầu chơi được chưa? Chuẩn bị. 1 2 3 Ui. Ủa? Tôi đã phóng trúng rồi. Đó gọi là đích đụng cán. Đưa tiền đây. Cậu hỏi nó lấy đi. Tôi đâu có đề nghị cái kiểu này đâu. Ê, ông chủ à. Sao ạ? Ê, sao đây không chịu đưa à? Hai cái thằng nghèo tụi bay. 10 đồng bạc cũng không có nữa. 5 đồng, 10 đồng. Coi như là hết nữa. 10 đồng có nghĩa là 100 ngàn đó thằng ngu. Hả? 5 đồng, 10 đồng. Đưa tiền đây. Đánh nó đi. Không biết dùng dao, đừng có bắt chước người ta dùng dao. Anh bạn à, ông chủ của tôi nói chuyện nhỏ thôi mà. Cảm ơn, cảm ơn nhiều.
Ông có bệnh không có rảnh đâu. Anh biểu tôi qua đây nói với cậu tiếng bye bye nha. Bye bye. Cái đồ nhát gan. Sáng à, anh nói cái gì? Tên của tôi là Sang. Anh là cậu Sáng từ Sang đầu tới. Tôi đâu có biết phong tên. Tôi biết được anh muốn nghe tôi kể chuyện, nhưng mà anh đừng có chê tôi phiền, thì tôi sẽ kể cho anh nghe. Câu chuyện của tôi dài lắm đó. Được rồi, tôi kể cho anh nghe nha. Nè nè, câu chuyện này phải nói bắt đầu từ buổi trưa 2:30 ngày 2 tháng 3 năm 1904. Đúng ngày lúc đó tôi tình cờ gặp thằng Trương. Hai cái người tên Trương đó. Được rồi, anh nói hết cả 10 phút cũng là nói về cái thằng ở đầu làng và cuối làng thôi. Anh đâu có thể nói như vậy được anh hắn. Thằng Trương đó có hai thằng lận. Cái thằng Trương đầu làng làm ruộng, thằng Trương cuối làng làm mãi giỏ đó. Mấy cái con chim sẻ đậu trên cành cây cao, anh chỉ là bắn một phát là trúng ngay chóc liền, là không sai chút nào. Anh theo hắn học bắn chim cho nên bây giờ phóng tiêu giỏi như vậy. À phải, anh chỉ cần nói hai câu cuối là đủ rồi. Là anh muốn nghe thôi. Sáng à, có muốn vô trong hay không? Tôi hả? Anh Hán à, không phải là nói lịch sử rồi, tôi muốn hỏi anh có phải trong này có mấy con gái đấm bóp cho mình hay không? Anh đâu có phải muốn hỏi chỗ nào có gái đấm bóp đâu. Anh chỉ muốn biết ở trong này có phục vụ khác không chứ gì. Có tiền, muốn sao lại chẳng được. Muốn sao cũng được hết hả? Anh Hán, anh Hán à. Anh cậu, số tiền cô Lan thâu không đủ phải làm sao đây? Cái gì? Tôi không đủ à? Anh tội này hả, dụ nó ra ngoài chơi mấy hồi thì coi như là đủ rồi. Tôi không có quan tâm những cái đàn ông đâu. Ra ngoài kiếm những khác chơi đi. Thằng nhóc làm ướt mặt đại ca của tôi rồi, có biết không? Sao đây hả? Sợ ướt hay sao hả? Sợ ướt thì về nhà lấy mền đắp qua khỏi đầu và ngủ đi nha hả? Sao mày cò chữ quá vậy hả? Bộ mày tưởng ở đây là hồ bơi hay sao hả? Chắc là mày là thằng Sáng chứ gì, có phải không hả? Đúng rồi nha thằng mập. Tôi ghét nhất là ai gọi tôi là Sáng đó. Giỏi thì gọi thêm lần đi. Sáng à, anh làm cái gì vậy? Anh nuôi của mày gọi mày kìa. Nuôi con mẹ mày chứ nuôi gì hả? Nè, ở chỗ này anh nể mặt tôi một chút có được không anh Hán? Được mà, anh Sáng. Nè, anh Hán à. Ông à, ở đây tập thể dục sao? Hay là làm xong rồi bắt đầu tiếp nha. Được. Chào cô. Tôi muốn làm bụng trước nha. Vậy là mặt trước nha. Ông à, ông làm cái gì vậy? Không có gì, tôi muốn coi cho rõ ràng thôi. Bộ chưa thấy qua đàn bà sao? Đâu có phải, cô hiểu lầm rồi đó. Tôi muốn nhìn cho kỹ lại khuôn mặt của cô, bởi vì tôi trông cô có vẻ quen thuộc quá. Và kỹ thì mua thêm giờ đi. Được, vậy tùy ý cô, chỉ cần cô vui là được rồi. Lan à. Nè cô hai, tôi đang nói chuyện riêng với cổ đó. Xin lỗi nha. Lan à, anh cậu kêu em qua bệnh đó. Chị Ngọc à, ông khách em mua thêm 2 giờ nữa đó. Ông ở phòng bên cạnh giận dữ lắm đó. Hả? Nên phải gặp được em. Anh cậu nào mà dữ vậy? Tôi đã mua thêm cho cổ 2 tiếng đồng hồ rồi mà. Bộ muốn giỡn mặt hay sao hả? Có được chưa hả? Anh cậu à, tôi sẽ lo xong cho anh mà. Tránh ra đi. Ê, lại là cái thằng Sáng nè. Đừng có như vậy mà. Ê, là mày nữa à, dám mua thêm 2 tiếng đồng hồ của cổ hả? Tưởng mày giỏi lắm hay sao hả? Nè, trả tiền cho tao hả, chưa đủ đó nha.
Anh cậu, nợ là chuyện khác, bây giờ tôi đang làm việc mà. Hơn nữa người ta đặt giờ trước rồi. Sao hả? Tôi cũng đang làm việc đây. Có giỏi thì đưa tiền trả nợ đi. Coi cái tướng của người kìa, bày đặt học người ta cái thói ăn chơi. Có tiền thì xách về quê xây nhà đi. Anh không thể nói người ta như vậy. Là bạn trai của cô sao? Không có tiền thì theo tôi qua phòng đi. Nè, cổ thiếu ông bao nhiêu tiền mà dữ dằn quá vậy hả thằng mập? Dám kêu cổ đi mướn phòng không à? Tiền nợ của cổ tôi trả. Muốn chơi thì chơi tôi đi. Thiếu hắn bao nhiêu tiền? 30 ngàn. 30 ngàn? Ừ. Nè, cô có tiền riêng 10 ngàn, 20 ngàn hay không? Anh Sáng, đi tắm lẫn đấm bóp 30 ngàn đồng, giàu quá hả? Bộ anh cũng biết sao? Tôi không biết đâu, tôi chỉ đoán thôi. Anh đoán chính xác quá. Mọi người ở trong đó đều biết hết đó. Anh xài sàng quá ha. Nè, tụi nó là mấy con nhím mà. Anh đừng nói xấu người ta như vậy mà. Người ta là con gái tốt đó. Ừ, anh xài tiền xài tới khùng rồi. Tôi muốn ngồi thêm một lát nữa, có được không anh Hán hả? Không được. Nếu anh nói thật với tôi anh muốn sao, tôi còn có thể suy nghĩ lại. Ồ, thật ra còn một màn kế tiếp nữa hả? Dự anh đâu có phải là khờ đâu. Nè, thử cho kỹ đó nha, coi có phải là cẩn mà hột xoàn không. Được. Thử xong rồi về nói cho anh nha. Ráng lên nha. Anh hai, đi vòng vòng hoài, thật ra anh muốn đi đâu chứ? Nè, ngừng ngay chỗ này được rồi. Cô ở đây chờ một lát, tôi vô mua chút đồ. Khỏi cần, tôi có rồi. Cô có? Cô có cái gì? Ý cô nghĩ là sao đây? Bộ đồ ông bỏ vài chục ngàn ra, chỉ vì đi ngồi xe dạo mát hay sao? Cô nói đúng đó. Bộ tôi giống những người đàn ông tùy tiện như vậy sao chứ hả? Tôi nghĩ cô đây hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Anh đừng nói cho tôi biết là anh giúp tôi là vì muốn làm bạn tôi thôi nha. Nói như vậy bằng thừa thôi. Đúng đó. Cô này nói rất là đúng. Cô à, tôi bỏ ra mấy chục ngàn đồng là muốn có quan hệ với cô hay sao chứ hả? Bộ như vậy là xứng đáng sao? Bộ cô tưởng cô là hột xoàn hay sao? Im miệng. Đánh là đáng đời. Cô à, tôi không trả tay bởi vì cô là đàn bà. Tôi tới đây là vì khát nước thôi. Tuyệt đối không phải là khác về tình dục đâu. Thôi lại cho cổ đi. Mua bọc thì nhận mua bọc đi mà. Làm bộ làm người tốt làm chi chứ hả? Đồ ngu quá đi à. Ê, cô còn tới đây làm gì hả? Bởi vậy nói cô là con gái nhỏ mọn là đúng rồi. Một người uống rượu buồn lắm, có cần người uống chung không? Được. Cô hết giận tôi hả? Nè, ông này không phải là cha của tôi đâu nha. Là người mà ông chủ cần giết chứ gì? Đồ cà trướng. Người này một lát nữa sẽ xét mình của anh. Và đồng thời trong lúc thích hợp, hắn sẽ giao cái súng cho anh đó. Giao súng cho tôi. Anh này, khoan. Được rồi, tôi biết rồi. Đợi một lát. Tôi đến đây gặp chú Quý.
À, vô đi, vô đi, vô đi. Vô. Chú ý. À, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Tôi ăn thử một miếng thôi nha. Ở đây có chừng này người thôi à? Bộ anh muốn kiếm người sao? Đâu phải, tôi đến đây gặp chú đó. Tiền ở đây hết nè. Từ từ, đừng có gấp mà. Ừ. Ê, tôi cho cậu coi thứ thiệt đó nha. Thứ thiệt? À, được. Ghê quá, tôi đi về trước nha. Ai biểu mày tới giết tao hả? Hả? Chú nguy hiểm, tôi không có biết đâu. Tôi thật tình không biết đâu chú. Không biết. Một hồi thì mày sẽ khai hết mà. Thả tôi ra đi. Cô muốn giống như đó không? Cho một cơ hội đó. Tôi không có biết đâu chú quý à. Tôi không biết gì hết đó chú à. Không chịu nói chứ gì. Được. Tôi cho ngươi đi làm anh hùng đây. À, đừng là chú quý, chú quý. Tôi sẽ nói. Tôi nói mà. Tôi nói. Tôi nói. Tôi nói. Con ba mày chơi tao hả? Chơi hả? Đó. Hồn giết ở trời gì chứ vậy? Thằng khốn nạn mất dịch kìa. Xem chút bị nó cười chết rồi. Bây giờ nó đã chết rồi, anh cần gì phải khẩn trương như vậy chứ? Anh phải nhớ kỹ, làm nghề này không phải nó chết, là mình chết thôi. Chào ông chủ. Ông chủ. Sao hả? Trang à, thấy thế nào? Anh cầm lấy cái này đi. Tôi dùng đại xin. 你行啊 老板, 你好像在叫儿子。 Khi nào có tiền rồi, đi theo anh Hán để hưởng thụ đi nha. Hãy
Sang à, nghe nói lúc này cậu hay đi lại với cô gái đấm bóp đó phải không? Cái ông Tám thúi kìa, đừng có nghe nói bậy nha ông chủ, là bạn thường thôi. Bạn thường thôi à? Ngồi ăn cơm chung với cha của cậu nói chuyện rất là hợp luôn. Ê, anh Hán, Sang à, cần gì mắc cỡ chứ hả? Còn hơn là anh Hán kiếm đĩ mỗi ngày. Hả? À? Đâu có mắc cỡ gì tới anh đâu hả? Hán à, người này là mục tiêu ngày mai của anh đó. Tên của hắn ta là Ngụy Tế Khôn. Ngày thường có nhiều bảo vệ đi theo, nhưng mà ngày mai hắn có một buổi tiệc ngoài trời ở bãi cát trắng. Lúc đó sẽ dễ ra tay hơn. Mình sẽ cho một người làm waiter để lén đi vào trong. Trấn Nhạc, anh giả trang waiter phục vụ bên cạnh Ngụy Tế Khôn. Hắn à, anh kiếm cho một chỗ cao để nổ súng. Nhất định phải để cho hắn nổ súng trước. Khi hội trường rối loạn lên, Trấn Nhạc có thể ở bên cạnh Ngụy Tế Khôn để giết hắn. Sang à, cậu ở bãi biển nổ súng yểm trợ cho anh Nhạc và anh Hán thoát thân. Dạ được ông chủ. Ba người mình giết một mình hắn dễ quá rồi. Ba người mình ra tay một lúc hắn tới số rồi. Thì ra là cô à? Thì ra bộ dùng lời kế của ông, ông cũng bị bắt buộc hay sao? Lên xe nói sao? Lên xe. Quang đã, ngồi bên kia.请问可以倒酒了吧？好吧。阿兰。啊，什么？阿兰。啊？阿兰，你喜不喜欢这里？你说什么？我问你喜不喜欢这里啊？陈燕，什么事？把花搬走。哦，是是。记住，下次再订花篮要最小的。是是是。你们两个把这个花篮拿开。是。你们来。嗨。干。Ông có biết là trong tay của tôi có nhiều chứng cứ phạm tội của ông không? Không lẽ hút ma túy là có tội hay sao hả? Thật ra tôi có thể bắt ông bất cứ lúc nào để cho ông ngồi tù suốt đời. Vậy sao cô dẫn tôi lên đây ngắm phong cảnh làm chi chứ hả? Bộ cô có gì cần xin tôi sao? Tôi không phải cầu xin ông, tôi muốn ông hợp tác với tôi. Tôi với cô có gì đáng để hợp tác chứ? Cho dù tôi không bắt ông,
Khi ông chủ của ông biết bị tầm nã, ông sẽ chết ông thôi. Vậy có nghĩa là chơi xong. Cần gì hợp tác với cô chứ? Nhưng mà có một chuyện, thậm chí ông chủ của ông cũng không biết được. Ông có một đứa con gái ruột tên là Tiểu Sang phải không? Sói hấp cận cao vui, mộ huyệt dọc sân phòng, đòi chiến châu tràn duyên tình, mã tại mình thái sơn. Anh Nhạc, anh không biết Tháp tới đây làm gì hả? Anh cũng đâu có biết sắp cột viên quẹt đâu. Lần nào cũng sắp không thành, sao anh cũng ráng sắp chứ. Ê, lần này nhất định sẽ được. Còn một cái nữa. Tôi đã nói rồi, lần nào anh cũng sắp không thành mà. Nè, đó gọi là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Sắp hộp quẹt, đổ rồi thì có thể sắp lại từ đầu. Nếu như chúng ta làm việc gặp tai nạn, anh nghĩ như thế nào? Làm nghề của mình là biết trước rồi. Anh có nghĩ qua chuyện ngày mai sẽ có tai nạn hay không? Có chứ. Cho nên mình kiếm được là tha hồ xài, tận tình hưởng thụ. Nè, cầm lấy đi. Đó là bùa hộ mạng của anh, phù hộ anh sống tới 100 tuổi. Phải. Bây giờ tôi muốn trao đổi với anh nè. Mình cứ trao đổi với nhau đi nha hả? Anh đi cúng, tôi thì đi kiếm đi. Thật ra tối nay anh định làm gì đây hả? Tôi muốn đi hát chung với anh. Đừng có dưỡng chơi nữa mà. Ê, đi đi, đi. Nè. Nè, hát không hay mắc cỡ lắm. Trả tiền rồi không hát thì càng quay hơn nữa đó. Hả? Hát đi. Bắt đầu nha. Dây Thính cháu hơi dành ca người ta đang muốn giết ông mày sao mà đi xuống dưới hả? Như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó. Đúng vậy, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm à? Tôi từ nhỏ tới lớn chưa biết nguy hiểm là gì hết á. Tôi phải coi coi ai muốn giết tôi. Hồi xưa đó hả, cảnh sát lùng bắt tôi, bây giờ thì lại cho người đi theo bảo vệ tôi. Nghĩ chuyện đời cũng lạ.
nghĩ ra chuyện này mình đã sắp xếp sẵn sàng rồi. Tại sao lúc đó lại sơ hở để rớt cái súng vậy? Tôi cũng không hiểu tại sao. Lúc bắt đầu ra tay, ở đó toàn là cảnh sát, mấy cây súng chỉ vào mặt của tôi. Cho dù chết cũng còn xác chết mà. Trong chuyện này, có lẽ Trấn Nhạc gặp chuyện phiền phức gì đó. Hắn à, anh là người quen thân với Trấn Nhạc nhất. Dù anh có sống hay đã chết, tôi cũng phải gặp anh một lần. Ông chủ, tôi biết phải làm sao rồi. Tôi về trước nha. Hắn à, tài liệu trong computer của tôi có người đụng qua, có thể là ở chỗ của Trấn Nhạc. Anh mang về luôn cho tôi nha. Ok. Sang à, tôi có chuyện cần cậu giúp đây. Chuyện gì ông chủ? Hằng à, anh thân quen với Trấn Nhạc nhất. Dù anh có sống hay là đã chết, tôi cũng muốn gặp mặt ảnh một lần. Được rồi. Sao xong rồi? Sang à, bà thấy lâu nay không ngồi ăn chung với con, bà cố tình nấu vài món cho con ăn đó hả? Ăn đi hả? Đồ ăn ba nấu chỉ như là ngon rồi, nhưng mà ít khi nào ba nấu cho con ăn lắm. Con ngon hay không vậy? Ngon lắm. Sau này ba có thể mỗi ngày nấu cho con ăn. Nếu như mình có thể thuận lợi đi qua bên Mỹ. Ba lại sao nữa rồi? Ăn đi mà. Chúng ta phải nên cẩn thận hơn. Sang à, đây là tài liệu của tổ chức, con cất đi nha. Tại sao ba lại đưa cho con vậy? Bởi vì không có ai để ý tới con. Nè, người này là hình cảnh quốc tế, con sẽ đưa mình qua tới bên Mỹ đó. Nè, tới Mỹ rồi con mới giao tài liệu này cho cổ. Nè, con đừng có nói ba cằn nhằn nữa nha. Nếu như rủi ba có chuyện gì, con đi kiếm cậu Hán đi. Bởi vì ảnh là người duy nhất mà ba tin tưởng. Con biết rồi mà. À, phải rồi. Tối hôm qua con từ chức rồi, tối hôm nay con không có cần phải đi làm nữa. Nè, người ở trong phòng tắm hơi có nghi ngờ con không? Không có, việc làm đó là do ba sắp xếp cho con mà. Họ còn tưởng là con khờ lắm nữa. Ba, tối hôm qua anh Hán có tới nhà tắm hơi đó. Ồ, anh có tới đó à? Chuyện gì vậy hả ba? Không có gì. Anh Nhạc à, mở cửa đi, tôi tới một mình thôi. Ba vô phòng trước đi, để con nói cho anh đi về nha. Không cần, một khi anh đã tới đây rồi, ba không cần phải trốn tránh nữa. Ba. Tôi biết tôi không thể nào gạt được anh. Thế anh không sao tôi rất mừng. Ra ngoài nói chuyện nha. Được. Con cũng đi nữa, con cũng đi. Được rồi, con đừng có nhõng nhẽo nữa, vô trong lấy áo cho ba đi. Ngoan đi, ngoan. Tôi không muốn cho nó biết quá nhiều chuyện. Anh ở đây chờ tôi một lát đi nha. Trong đời của tôi đã làm sai một chuyện, là có một đứa con gái. Không phải,
Lỗi tại anh không có nên dẫn tôi đi đám bố. Bây giờ anh muốn giải quyết như thế nào? Bây giờ không phải là tôi muốn giải quyết sao, mà là anh phải chỉ cách cho tôi giải quyết. Tôi nợ anh. Anh đã từng nói với tôi, trước khi anh giết tôi, anh sẽ trả lại mạng của anh cho tôi. Được, tôi trả liền anh ngay bây giờ đi. Còn đợi gì nữa? Sao lại không giết tôi đi? Là anh đã dạy tôi những gì tổ chức bảo làm không thể không làm. Bây giờ tôi đã làm rồi, nhưng mà bắn không trúng tôi. Anh Nhạc ơi. Anh nỡ tôi một lần, lần này anh lại nỡ tôi nữa. Hứa với tôi đi, bảo vệ cho con gái tôi. Anh Nhạc đã chết. Có phải ông muốn chơi sự bắt với tôi hay không hả? À phải rồi, ông có chút chuyện, một lát nữa mới về. Em không chịu, ông hứa là ông nấu cơm cho em ăn mà. À phải rồi, ông ở nhà anh nấu cơm cho em ăn đó. Anh có gạt em không đó? Anh đâu có gạt em làm gì, mình đi về đi nha. Đang có những biện pháp chống lại những ảnh hưởng của sự trừng phạt. Những nông gia đang thí nghiệm một loại phần vân mới và tiền lợi của các ngân hàng ở mức thấp nhất trong ngày hôm nay. Sau đây là phần tin tức địa phương. Chính vào sáng hôm nay ở Liên Kinh Quan, trên sân thượng của tòa nhà Liên Kinh, 4 thi thể của người đàn ông đã bị phát giác. Ba em chết rồi. Anh tưởng em khùng được sao? Em giả khùng là gì ba em thôi. Anh chỉ chết ba em rồi. Em nghe anh nói anh không có giết ba của em. Em không tin, anh nói láo. Sang à. Anh Hằng, giết luôn nó là em chuyện. Không được. Nổ súng đi, giết luôn nó đi. Giết người kiếm được nhiều tiền, sống hưởng thụ và sung sướng, đó là lời mà anh dạy tôi. Anh nói một tiếng không được là muốn bỏ tất cả hay sao? Hả? Tôi không bảo anh bỏ tất cả. Anh có thể giết cô Sàng, nhưng viên đạn giết cô phải xuyên qua tim của tôi. Tôi không có muốn giết người, nhưng làm nghề của mình không thể có lòng nhân từ. Đó không phải là lời anh dạy tôi sao? Tôi không tiếc mạng sống của tôi cho nên tôi mới nhân từ. Hôm nay anh có thể giết được anh Nhạc, ngày mai cũng có thể giết tôi vậy. Tôi không có phản bội ông chủ. Sở dĩ anh Nhạc chết là vì anh có một đứa con gái. Anh không có cô Lan gì. Chạy đi. Sang hả? Chạy lẹ. Chạy đi. Sang, em thấy lạnh lắm. Ba ơi. Không sao đâu.
Ba. Em đừng sợ nha. Không sao đâu. Không được nổ súng. Con bà đó, dám bắn luôn cả tôi hả? Anh Hán, anh Hán, anh Hán à. Làm con tin người đi giết người hả? Ê, nè ông chủ à, không phải đó đâu, tại con nhỏ kia thôi mà. Hả ông chủ à, có điện thoại cậu Sang gọi tới nè. Con mẹ nó, phải đi vào tử đạo để tìm cái sống thôi. Hello cậu Sang à? Ông chủ, công chuyện làm tới đâu rồi hả? Anh Hán đã bỏ đi rồi, tôi đang kiếm ảnh. Ông chủ à, em Lan có đó không? Có ở đây đây. Làm phiền ông kêu cổ cái điện thoại đi. Bây giờ có đang bận lắm mà. Ông chủ à, Sang à, làm xong việc về đây có thể gặp mặt cổ mà. Thanh niên tuổi trẻ đừng có nóng như vậy. Tôi này đợi cậu đó. Không phải đâu ông chủ, tôi... Ông chủ, ông à, đồ ông cần đã sẵn sàng hết rồi. Cho thêm một con dao giải phẫu đi. Dạ được. Anh đã kiếm được cô Lan chưa? Hút đi thuốc vô sẽ bớt đau nè. Ráng lên nha. Sao nó hút thuốc không đau mà? Tôi đâu có biết, tôi nói đại thôi. Sắp được rồi.
Đã bớt đau chưa? Anh tìm được một cách để mà giết tôi, bây giờ lại cứu tôi. Thật là quá tức cười. Điều đáng cười hơn nữa là hồi nào tới giờ mình cứ giết người, bây giờ ngược lại bị người ta đuổi giết. Cô làm đâu? Cô ở nhà ông chủ. Anh dẫn tôi đi về, anh có thể cứu lại cô Lan rồi. Anh quen với ông chủ lâu hơn tôi, anh nghĩ chuyện đó có thể không? Tôi có lòng tham lắm. Tôi thương cô Lan, nhưng cũng không muốn mất đi người bạn. Tôi không phải là bạn của anh, tôi là sư phụ của anh kia mà. Ông chủ, những gì ông biểu cô làm tôi đã làm hết rồi. Tốt lắm. Sang à, khi nào thì mình có thể gặp mặt nhau hả? Ông chủ, tối nay 8 giờ gặp tại miếu lớn nha. Được, sẽ gặp nhau lúc 8 giờ. Ông chủ, làm phiền ông dẫn cô Lan đi theo. Được, tôi sẽ gặp anh. Anh tưởng ông sẽ tin anh sao? Cứu cô Lan là bổn phận của tôi. Nếu như anh muốn rút lui, vẫn còn kịp. Đồ mắc dịch. Như có gì không ổn. Hay là anh về trước đi. Được, vậy hãy cẩn thận nha. Có đúng không? Dừng.
Sao tới sớm mà không báo cho biết trước vậy hả? Mấy cậu đều là đệ tử của tôi hết, thì làm sao qua mặt tôi được chứ? Cô Lan đâu? Không mắc mới gì đến cổ đâu. Ông hãy thả cô ra. Cậu muốn gặp cô Lan à? Được, tôi sẽ cho cậu gặp cổ đây. Anh thấy sao? Anh Hán, tổ cha mày xé. Anh Hán, anh sao rồi? Sao? Tôi không thể giúp anh được nữa. Anh Hán. Anh Hán, em Lan.